Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui. Hiện tại bây giờ thì cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Lâu lắm rồi Quách Ngọc Tiêu mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Ngủ một giấc hơn 8 tiếng đồng hồ luôn á. Bình thường thì Tuyên dậy, Tuyên đi làm, đi diễn, đi quay thì tầm cỡ 6 mấy dậy rồi. Lúc nào dậy á, mà bé Bồ Ngư chưa dậy á, thì Tuyên soạn đồ hết tất cả mọi thứ, đi ngang hôn con một cái rồi đi làm. Còn hôm nào mà có chị ở nhà, chị thức rồi đó nha, mặt còn say ke, chị chạy vô kêu pa pa, nhìn mặt ghét lắm luôn á. Mọi người cũng biết bé Bồ Ngư của nhà Tuyên rồi, rất là dí dỏm, rất là đáng yêu. Thường ngày á, thì Tuyên dậy là có bé Bồ Ngư tung tăng ở đây rồi, nhưng mà hôm nay tại sao lại không có? Tại vì từ tối hôm qua á, bà ngoại nè, mẹ của bé Bồ Ngư á, có dắt bé vô trong nhà bà ngoại Út chơi ở trong đó. Bởi vậy từ tối qua đến nay là Tuyên ở nhà một mình. Bây giờ không có Bồ Ngư làm cái gì ta? À, cũng hay. Tuyên xin giới thiệu với mọi người, ở trong căn nhà của Tuyên có một điều rất là đặc biệt, một điều mới mẻ. Tự nhiên bây giờ Tuyên nhìn cái này nảy sinh ra một ý tưởng là mình sẽ làm một cái vlog, quay một cái gì đó cho mọi người cùng xem nha. Theo Tuyên nào. Tên tên tên. Đây là điều đặc biệt mà Quách Ngọc Tuyên muốn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết. Một chiếc ghế massage Fujikashi. Thật lòng mà nói á, là từ lúc mà gia đình Tuyên có bé Bào Ngư thì Tuyên cảm nhận như là công việc của Tuyên mọi thứ nó thuận lợi hơn, Tuyên đi làm nhiều hơn. Mà vừa đi làm cái tối, Tuyên lại là một người cực kỳ mê em bé, tối về là chơi với con, nên mọi thứ đều cơ thể mình hơi mệt mỏi hơn. Nhưng mà Tuyên vẫn may mắn á, Tuyên với bà xã may mắn là có bà ngoại nè, có bà nội ở dưới quê lên chăm bé. Chăm thì chăm nhưng mà dù gì hai bà nội bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, Tuyên cảm thấy cũng hơi tội. Chăm bé suốt từ sáng chiều luôn, rồi cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Bởi vậy trong đầu Tuyên từ đó nảy sinh ra một ý tưởng là mình phải tìm một cái gì đó cho bà nội với bà ngoại được relax nè, được thư giãn nè. Và đây là chiếc ghế massage Tuyên mới mua cách đây mấy ngày luôn. Tuyên sẽ nằm ở đây cho mọi người xem nha. Wow. Mọi người nhìn đi, Tuyên nằm thôi hợp không? Rất đã luôn á. Thật sự lúc mà Tuyên có ý định mua ghế massage á, thì trong đầu cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Nhưng mà vô tình Tuyên xem quảng cáo thì thấy quảng cáo chiếc ghế này cực kỳ ưng ý. Thứ nhất là màu sắc nè, Tuyên thấy màu sắc là hợp với Tuyên á. Đây là màu vàng nâu, hợp với Tuyên, hợp mạng với mình. Thứ hai nữa là cái màu vàng nâu này Tuyên để vô phòng khách á, thì mọi thứ nhìn nó rất là dung hòa, nó sang trọng cái phòng khách mình hẳn lên luôn. Và quan trọng nữa là cái kiểu dáng nó không cồng kềnh, nó rất là đơn giản nhưng mà chức năng cực kỳ tốt nha mọi người. Thật ra thì trước đây Quách Ngọc Tuyên cũng có một loại massage ở lưng, nhưng mà bây giờ Tuyên là gia đình có nhu cầu massage toàn thân, nó sẽ tiện lợi hơn, nó tốt hơn. Bởi vì vậy Tuyên mang cái massage lưng đem về quê tặng cho bà con rồi. Và bây giờ Tuyên đang ngồi trên chiếc ghế massage của Fujikashi này, mã của nó là FG4800. Đây, theo Tuyên được biết á, dòng sản phẩm này nó vừa mới ra mắt trong khoảng thời gian gần đây thôi. Và Tuyên lại cực kỳ may mắn là một trong những người được sở hữu nó đầu tiên. Thôi, bây giờ vậy, Tuyên sẽ nằm lên chiếc ghế massage này, Tuyên bắt đầu khởi động. Lúc đó Tuyên sẽ cho mọi người biết cái trải nghiệm khi nằm trên ghế massage này như thế nào nha. Đã gì đâu luôn á. Mới nằm massage có tí xíu á mà cảm giác cái lưng nó sướng, thật là sướng. Cơ thể thoải mái lắm mọi người ơi, thật sự luôn á. Đây nè, cảm giác là máu huyết lưu thông, máu đẩy lên não nè, người tươi tỉnh, minh mẫn hẳn ra luôn. Mọi người muốn biết sao không? Tuyên sẽ phân tích từng chi tiết cho mọi người coi nha. Đây, điều đầu tiên á, thì Quách Ngọc Tuyên xin giới thiệu với mọi người, ở chiếc ghế massage FG4800 này á, nó có 10 chế độ massage nha mọi người. Điển hình như là massage cổ, vai, gáy, lưng, eo, chân.
Và đặc biệt là hai chế độ massage này Tuyên cực kỳ thích, đó là massage thư giãn và massage ngủ ngon. Và đặc biệt hơn nữa thì nó còn một cái chế độ massage nữa là kéo giãn trẻ hóa. Thì theo Tuyên được biết á, thì bà xã của Tuyên cực kỳ thích cái chế độ là massage kéo giãn, tại vì nó kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình, đặc biệt là cái phần chân. Khi mà bà xã của Tuyên á, thường hay mang giày cao gót thì cái phần chân á, nó được kéo giãn, nó massage cái lòng bàn chân của mình, nó rất là sướng luôn. Còn bà ngoại với bà nội đa số á, thì thích phần massage cổ vai với là lưng eo. Nói chung á, khi mọi người sở hữu được chiếc ghế massage này rồi thì mọi người thích bật ở chế độ nào thì chúng ta bật ở chế độ đó. Đây, bản thân Tuyên á, thì Tuyên rất thích massage ở lòng bàn chân này. Tại vì công việc của Tuyên thường ngày là Tuyên phải mang giày nè, phải đi quay, phải quay những cảnh chạy nhảy đánh đấm. Bởi vậy khi về nằm trên chiếc ghế massage này á, đưa cái lòng bàn chân mình vào trong này. Đó, mọi người đi, nhìn á, nó rất là lịch sự, mọi người đâu có thấy lòng bàn chân của Tuyên đâu đúng không? Và khi đưa vào đây á, Tuyên bấm cái nút bắt đầu khởi động, thì tất cả các viên bi ở trong đó bắt đầu nó hoạt động, nó đánh lên cái lòng bàn chân của Tuyên, cảm giác là nó phơi phơi, nó sung sướng lắm kìa, thiệt đúng ngữ hưởng thụ luôn á. Ngoài ra ở chiếc ghế massage FC4800 này nó còn được 3 chế độ, đó là mạnh, trung bình và nhẹ. Tùy theo nhu cầu của mỗi người, ai thích bật ở chế độ lực như thế nào thì chúng ta bật ở chế độ đó. Ghế massage Fujikashi FC4800 được tích hợp công nghệ vô cùng đặc biệt, công nghệ massage chân thật 4D Plus. Máy được thiết kế với 9 phương pháp massage, 5 khu vực hoạt động chuyên sâu của bi lăng silicon, giúp chúng ta có thể lựa chọn 5 chế độ khác nhau và lựa chọn độ rộng cho mỗi bài massage thủ công. À, Tuyên quên nữa, còn một điều này Tuyên chắc chắn là tất cả mọi người sẽ bất ngờ. Biết điều gì không? Chiếc ghế massage này nè, nó hiểu được tiếng Việt, nó nói chuyện với mình luôn á. Các bạn không tin đúng không? Tuyên thử cho mọi người coi, nói có sách, mắt có chứng đàng hoàng. Xin chào. Chào bạn, tôi đã sẵn sàng. Bật massage. Lựa chọn bài massage. Kéo giãn. Đã điều chỉnh. Wow, xịn sò xịn sò. Ngon lành cành đào. Còn một điều nữa, nếu như mà chúng ta muốn bật cái động tác ở chế độ chuyên sâu hơn á, thì chúng ta hãy dùng chiếc remote này. Tại sao Tuyên nói mọi người dùng chiếc remote này? Tại vì nó có chế độ tiếng Việt. Nó không giống như những chiếc ghế massage khác chỉ là chế độ tiếng Anh không. Vì vậy chúng ta cực kỳ dễ dàng sử dụng khi dùng chiếc remote và chiếc ghế massage này. Ai cha, nằm hưởng thụ thư giãn vậy mà không gian yên ắng quá, cảm giác phí đúng không mọi người? Phải có một chút nhạc để chúng ta có cảm giác chiêu chiêu mới được. Mọi người nghĩ là Tuyên sẽ tắt chiếc ghế massage này, đứng dậy và đi bật nhạc đúng không? Không, không cần đâu. Ở chiếc ghế massage này có tích hợp loa. Chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại, bật Bluetooth lên, hai cái kết hợp nhau. Lúc đó nhạc sẽ xuất hiện và chúng ta bắt đầu chiêu thôi. Bluetooth mode. Đó, bắt đầu hưởng thụ nào. Từ nãy giờ Tuyên chia sẻ về chiếc ghế massage này thì mọi người đã thấy được độ xịn sò của nó rồi chứ gì. Tuyên xin bật mí với mọi người là Tuyên mua chiếc ghế massage FC4800 này ở tập đoàn thể thao Tài Phát. Đây là một showroom chính hãng nha mọi người. Chính vì vậy mọi người cứ yên tâm, khi mà Tuyên tới showroom Tuyên mua, buổi sáng được tư vấn, quyết định thích quá mua, chiều chúng ta có hàng, nhanh gọn lẹ, rất là thần tốc, chỉ trong vòng vài tiếng thôi. Mua máy ở đây thì chúng ta sẽ được bảo hành dài hạn, bảo trì thì trọn đời.
Nếu như máy có vấn đề trục trặc gì về kỹ thuật, chúng ta chỉ cần alo sẽ có nhân viên tới để bảo hành cho mọi người. Chính vì vậy chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng nha. Đó là tất cả những gì Tuyên muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết. Tuyên hy vọng là mọi người cùng xem được cái video clip này của Tuyên. Hy vọng là khi mọi người xem xong, mọi người có muốn sở hữu một chiếc ghế FC4800 này thì mọi người cứ tới showroom tập đoàn thể thao Tài Phát để chúng ta được tư vấn. Và bây giờ bye bye. À quên nữa, Tuyên xin bật mí với mọi người là trong thời gian sắp tới Tuyên chuẩn bị bấm máy dự án phim Vi Cá, nhưng đây là phiên bản điện ảnh. Tuyên hy vọng là mọi người ủng hộ Tuyên phiên bản điện ảnh này cũng như là ủng hộ chiếc ghế FC4800 này.